Chào bạn, video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài Win 7 từ A tới Z luôn. Bạn có thể cài bằng đĩa CD hoặc là cài trực tiếp trong máy hoặc là USB. Thì đây mình sử dụng là USB. Cái USB này nó hiệu là KingMax 4GB. Bạn cần chuẩn bị một cái USB 4GB tại vì những cái file cài đặt thì thường nó cỡ khoảng 3GB cho tới gần 4GB. Thì một cái USB 4GB là hợp lý. Hoặc là 8GB thì càng tốt để mà mình lưu thêm những cái driver vào. Một tí nữa mình sẽ cần tới cái này, bây giờ để nó qua một bên. Đầu tiên để mà cài Win thì nó có một số bước như vậy. Thứ nhất á, là mình phải xác định cái máy mình là nên cài phiên bản Win gì. Sau đó là mình chuẩn bị một cái USB chứa cái phần mềm cài để mà mình cài. Sau khi cài xong thì mình sẽ phải cài những cái driver để mà cho nó kết nối Windows với lại những cái phần cứng. Và cuối cùng là mình sẽ cài những cái ứng dụng mà mình cần xài. Cái quá trình cài Win này nếu mà cài không á, nó có thể mất khoảng chỉ cần nửa tiếng thôi là xong. Và một số cái máy nhanh á, thì nhiều khi có 10 tới 15 phút thôi. Thì đầu tiên là mình nói về cấu hình để cài Windows 7. Thứ nhất là tốc độ xử lý của CPU nó phải từ 1GHz trở lên. Thứ hai là RAM nó phải từ 2GB trở lên. 2GB đối với bản 32bit và 3GB trở lên đối với bản 64bit. Và cái ổ đĩa là còn trống trên 20GB để mà chứa. Thì để mà xem các cái thông số á, thì cái cách thứ nhất á, là bạn nhấp chuột phải lên cái biểu tượng computer. Bạn chọn là Property. Ở đây bạn nhìn cái dòng là Memory, nó ghi là RAM. Thì ở đây cái đầu tiên là về cái tốc độ xử lý CPU. Như hồi nãy mình nói là nó phải từ 1GHz trở lên. Thì ở đây cái máy mình đang làm đây là nó là 2.3GHz. Bạn xem cái mục này. Cái dòng tiếp theo là RAM. RAM thì phải từ 2GB trở lên. Thì ở đây RAM của nó là 4GB. Rồi mình tắt cái bảng này đi. Nếu mà cái máy của bạn không có cái biểu tượng computer này mà bạn không biết tìm ở đâu á, thì bạn làm như vậy. Bạn bấm là trên bàn phím á, là nút Start và phím R đó. Nút Start là cái nút mà nó có hình cái cửa sổ, nó nằm kế cái phím Alt. Ở đây bạn gõ vào là TXTIAG. Rồi sau đó là bấm OK. Nó hiện lên cái bảng này thì bạn bấm Z. Ở đây bạn nhìn xuống cái dòng bên dưới này về thông tin của CPU. Thì ở đây nó là 2.2 4 CPU và RAM của nó là 4000 MB, tức là 4GB. Đó, thì nếu mà bạn coi trong cái computer này không được, bạn không có biểu tượng này thì làm cách này. Rồi, bây giờ mình thoát ra. Và ở đây mình có chuẩn bị một cái link. Mình sẽ mở lên rồi mình giải thích. Mở lên bằng Google hoặc cốc cốc gì cũng được. Đây là những cái file mà bạn cần tải về. Cái đường link này mình để ở bên dưới video á. Có thể là mình sẽ để link của cái file PDF này hoặc là một cái trang web. Nhưng mà đại khái là thông tin nó như y chang như vậy thôi. Sau khi hồi nãy mình đã làm cái bước là xác định cái máy mình RAM bao nhiêu. Thì đối với những cái máy mà RAM dưới 3GB thì bạn sẽ tải hai cái file của cái phần 32bit về. Đối với những cái máy mà RAM từ 3GB trở lên thì tải 64bit. Và cái máy mình đang làm đây là RAM 4GB, cho nên mình sẽ tải bản 64bit. Cái vấn đề nữa là, ở đây là Win 7, mình dùng bản Ultimate, tức là bản cuối cùng. Nó có rất nhiều cái phiên bản, nhưng mà mình xài mấy năm nay á, thì mình thấy là Ultimate là ok nhất, mà mình xài cái này không à. Cho nên mình hướng dẫn bạn cái này. Thì hai cái dòng tải này á, cái dòng đầu tiên này á, chính là cái file để cài Win. Cái dòng thứ hai này là driver để mình cài sau khi cài Win. Và ở bên dưới này nó có một cái phần mềm tên là Rufus. Cái phần mềm này là
mình dùng để mà mình tạo cái USB boot, tức là làm cho cái USB nó thay cho cái đĩa CD. Thay vì trước đây mình cài bằng đĩa CD thì bây giờ cài USB mình sẽ phải cần phần mềm này. Thì cho dù là máy của bạn 32 bit hay là 64 bit thì bạn vẫn phải tải cái thằng này về. À, bây giờ mình tải ba cái cuối cùng này ha. Bấm vào. Bạn bấm vào tải xuống nè. Ở đây bấm là vẫn tải xuống. Thì cái bảng này là nó hỏi mình cơ muốn lưu ở đâu. Mình sẽ chọn lưu ở ngoài màn hình, nên lưu ngoài màn hình. Còn nếu mà máy của bạn mà nó không hiện cái này mà nó tự tải xuống luôn á, thì thường là nó sẽ tải xuống cái thư mục download ở trong máy. Rồi ở đây mình chọn ngoài màn hình rồi mình bấm save. Sau đó mình tắt hai cái này đi và mình tải cái đường link tiếp theo đây. Và quá trình tải mấy cái file này nó hơi lâu, có thể là mất cỡ nửa tiếng á, tại vì những cái file này á là cái file mà cài Win thôi á là nó đã 3 GB mấy rồi, còn cái file mà driver này nó 1 GB ba nữa nè, cho nên là nó rất nặng. Mà nếu mà mạng mạng bình thường á, mình xài cáp quang là tải cả nửa tiếng á. Còn nếu mà mạng bình thường là tải có khi là 7-8 tiếng luôn. Nhưng mà cái này là tải về một lần thôi, sau này cài Win không phải làm lại bước này nữa. Mình chỉ chuẩn bị một lần, rồi khi mà ra cái USB rồi á thì bạn cứ giữ cái USB đó lại, rồi sau này mình xài thì mình chỉ cần cắm vô mình cài thôi, mình không cần phải làm lại mấy cái này nữa. Ở đây bạn tải tiếp cái file số 3 là cái phần mềm để tạo USB boot. Thì cái này bạn có thể là xài cốc cốc hay gì đó để tải cho nó nhanh, tại cái Google Chrome này nó cũng hơi lâu á. Ở đây thì cái này nó là một cái thư mục cho nên mình tải, mình bấm vào đây ha. Bấm vào nút ở bên góc nè, tải xuống. Rồi ở đây mình cũng chọn ngoài màn hình, rồi mình bấm save. Ở đây nó cảnh báo như vậy nè. Thì bạn bấm vào cái mũi tên và bạn bấm là giữ, tức là vẫn tải xuống. Nó nói cảnh báo nguy hiểm nhưng mà cái này không có vấn đề gì hết. Rồi, cái này nó nhẹ cho nên tải về trước nè. Mình tải xuống, mình có thể sử dụng phần mềm quét virus để mình quét nó nếu mà bạn thấy không yên tâm. Đó, nó nói là không tìm thấy mối đe dọa nào hết. Mà mình chờ cho hai cái này tải xong, thì khi nào mà bạn thấy nó tải xong á, tức là nó quay xong, nó quay giống này nè, nó im ru. Rồi sau khi mà nó tải về thì ở đây nó có ba cái file. Ở đây bạn lưu ý là cái tên file ha. Cái tên nó ghi là Windows 7 Ultimate, tức là cái file cài Win. Ở bên dưới này nó có một cái file khác là cái này là driver. À, bạn đừng có nhầm lẫn hai cái file này nha. Cái tên nó khác nhau á. Rồi cứ để nó qua một bên, tí nữa mình sẽ sử dụng nó. Và bây giờ mình đến cái bước là tạo cái USB. À, bây giờ mình sẽ cắm cái USB này vào máy để mà tạo cái USB boot cho nó. Cắm vào. Rồi nó đã vô rồi. Rồi cái này mình tắt đi. Bây giờ mở cái USB ra coi thử nè. Này, cái USB 4 GB. Ở đây nó ghi là gần 4 GB. USB trống. Mình format nó luôn rồi, cho nên nó trống. Rồi bây giờ cái phần tiếp theo là mình phải xem cái thông số để mình biết là cái kiểu boot của nó là cái kiểu nào. Thì bạn làm như vậy. Bạn bấm trên bàn phím là Start R. Đó, cái này đó. Bấm Start và R đó. Bạn gõ vào là diskmgmt.msc. Disk ha, mgmt.msc. Rồi bấm Enter hoặc là bấm OK. Tắt cái web đi nè. Chờ chút để nó tải ra. Rồi nó tải ra nè. Rồi bấm mở bự ra để dễ nhìn. Cái dòng bên trên này
bạn sẽ thấy là nó có ổ C, ổ D, ổ E và cái ổ G này là cái USB của mình nè. Bây giờ không quan tâm, bạn mở rộng cái cột là status ra để mà xem thông tin. Mở rộng ra bao la luôn. Nếu mà bạn nhìn ở trong này bốn cái này hay là nhiều hơn mà có cái dòng nào nó có cái chữ là EFI thì đó là nó boot theo chuẩn UEFI. Còn nếu không có thì nó sẽ boot theo chuẩn là Legacy. Ở đây của mình không có cái dòng nào có cái chữ EFI hết. Vậy thì cái máy này nó sẽ boot theo chuẩn là Legacy. Mình chỉ cần nhớ là của mình boot theo cái chuẩn nào thôi là được rồi nha. Bạn có thể lấy giấy bạn ghi xuống hay gì đó. Rồi mình tắt đi nè. Cái bước tiếp theo là mình sẽ tắt cái phần mềm diệt virus đi. Tại vì á, các cái phần mềm diệt virus nó sẽ xóa cái file tên là Autorun. Thì nhờ cái file đó thì nó mới boot vô và nó cài Win được. Mà phần mềm diệt virus thì nó mặc định những cái gì mà Autorun á, thì có thể là virus cho nên nó xóa hết. Nó không có biết đó là gì hết. Thì mình phải tắt nó đi. Cái bước này là bước bắt buộc. Nếu mà mấy bạn có phần mềm diệt virus là phải tắt. Cái bước tiếp theo là bạn nên đưa cái file cài Win này ra ngoài màn hình nè. Cái file cài Win này để ngoài màn hình thì nó không có bị lỗi. Và sau đó mình sẽ giải nén hai cái file này ra. Thì nếu mà những cái file mà bạn tải về nó không có hình ba quyển tập này á, tức là máy bạn không có cái WinRAR. Bạn xem ở dưới video này mình sẽ để một cái đường link hướng dẫn cách giải nén những cái file này. Cách giải nén tức là không có WinRAR thì mình hướng dẫn cách cài này kia đó. Thì để giải nén thì bạn nhấp chuột phải lên, bạn chọn dòng thứ hai là Extra Here. Đây, nó đã giải nén ra cái phần mềm của nó đây. Rồi cái file này bạn có thể xóa đi, quăng vô thùng rác. Tiếp theo là cái này, là bộ driver. Mình giải nén ngay bây giờ luôn. Cái này là sau khi cài Win mới xài. Nhưng mà sau khi cài Win á, thì trong máy nó làm gì có Win ra mà giải nén. Cho nên mình sẽ phải giải nén trước và mình cất đi trước. Nhấp chuột phải lên, cũng extra here luôn. À, mình chờ nó giải nén ra. Thì cái lần cài Win đầu tiên này á, thì nó bạn sẽ thấy nó hơi lâu. Thật ra nếu mà mình làm á, thì mình làm lẹ lắm. Nhưng mà hướng dẫn á, thì nó phải lâu, nó phải cặn kẽ một chút. Tại vì nếu mà mình không làm chậm mà mình cứ lướt lướt đi không có giải thích kêu bạn bấm này bấm kia á, mỗi máy nó mỗi khác mà bấm tùm lum vậy nó lỗi là không biết đường sửa luôn. Thì một lần đầu bạn làm theo như mình từng bước thì những lần sau bạn quen rồi á là bạn làm vèo vèo luôn. Cài Win không có gì mà khó hết, nó rất là đơn giản luôn. Rồi, đây là cái mình vừa giải nén ha. Bây giờ bạn có thể xóa này đi luôn nè, bỏ luôn. Rồi cái này đem cất nè. Rồi bây giờ á, mở cái computer này lên, xem coi mình muốn cài Win vào cái thư mục nào. Thì để mà không mất dữ liệu á, thì tất cả dữ liệu bạn phải lưu ở những cái ổ nào không dính đến ổ cài Win. Ví dụ mình tính cài Win lên ổ này đúng không? Thì dữ liệu phải nằm trong hai ổ này. Chứ nếu mà bạn để dữ liệu đây á, là cài xong mất hết. À, tại vì mình sẽ format trong cái bước cài. Mình sẽ xóa sạch hết. Cho nên mình sẽ cất cái thằng này đi nè. Cất cái thằng này. Cất này để cài Win xong mình xài á. Thì bây giờ mình cất nó vào ổ E. Ổ E hoặc ổ nào trên máy tính của bạn hoặc là một cái USB nào khác. Mình tạo cho nó cái thư mục tên là cài Win đi. Để dành. Rồi mình bỏ vô nha. Bỏ vô đây. Để dành cài Win xong thì mình mở ra mình xài đó. Mình cất này vô luôn nè. Này là copy thôi, không bỏ vô. Copy vô. Cái này mình sẽ không xài nữa, mình chỉ xài bây giờ thôi, nhưng mà cất vô để sau này có cần thì xài. Rồi bây giờ mình tắt đi. Bước tiếp theo là bạn mở cái phần mềm Rufus này lên. Ở đây nó hỏi mình là có muốn mở không, mình bấm Z. Thì khi mà nó hiện ra cái bảng vậy nè, là nó hỏi mình có muốn cập nhật hay không thì bấm No. Cái bước này là bạn lưu ý là đã cắm cái USB vào rồi nha. Hồi nãy mình có cắm vô rồi đó.
Đầu tiên là cái mục Device. Bạn sẽ sổ xuống, bạn chọn cái USB. Ở đây mình cấm có một cái à, cho nên là mặc định nó có 1 cái thôi, nó bắt chọn luôn. Rồi, tiếp theo là bạn bấm vào cái ổ đĩa bên dưới này nè. Hình ổ đĩa nè, bấm vô đây. Rồi mình chọn cái file cài Win. File nằm ngoài màn hình nè, file này nè. Mình bấm vô ngoài màn hình nè. À, mình kéo xuống mình tìm cái nào tên là Windows 7 gì đó. Đó, nó đây. Rồi bấm Open. Chọn nó, bấm Open. Đó, nó đã vô rồi đó. Cái mục thứ hai là Partition. Bạn sổ xuống. Hồi nãy bạn nhớ á, là cái máy này của mình là nó boot theo chuẩn là Legacy, chứ không phải là UEFI. Thì nếu mà cái máy của bạn mà nó boot theo chuẩn Legacy thì bạn sẽ chọn cái dòng này, cái dòng dài này nè, MBR, và ở cuối nó ghi là UEFI CSM. Còn nếu mà máy của bạn nó boot theo chuẩn là UEFI thì bạn sẽ chọn cái dòng thứ hai là For UEFI. Cái máy mình là Legacy cho nên mình chọn dòng đầu. Rồi, ở bên dưới này nó có cái mục là New Volume. Cái này chỉ là đặt tên cho USB thôi. Để nguyên gì cũng được. Mình ghi lại cho nó đẹp. Windows 7 đi. Rồi, sau đó là bấm Start rồi ngồi chờ thôi. À, nó hiện thông báo thì bấm là OK. Rồi, bạn chờ nó tạo ra thì nó mất khoảng từ 15 cho tới 30-40 phút gì đó. Tùy theo cái tốc độ máy của bạn. Nhưng mà thường là nó cũng nhanh thôi chứ không lâu đâu. Thì sau khi mà nó cài xong rồi á, thì bạn bấm Close. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi là cái USB của mình nó đã trở thành một cái USB boot hay chưa. Thì mình mở nó lên, mở computer lên, rồi mở USB ra. À, bạn thấy không, nó trống còn có 600 mấy MB à. Thì đây, bạn nhìn cái file này, file tên là AutoRun. Và bạn nhìn ở cuối cùng, nếu nó ghi là 1 KB, thì coi như là thành công. Thì nếu mà nó ghi không á, thì bạn tắt cái phần mềm diệt virus đi, rồi bạn làm lại. Nhiều khi bạn quên tắt á, thì nó sẽ tiêu diệt cái file này luôn. Rồi, như vậy là được rồi đó. Bây giờ mình đã có thể khởi động lại rồi, mình cài Win được rồi. Ở đây mình lưu ý một chút xíu là bạn hãy mở cái computer này lên, bạn xem. Xác định lại một lần nữa là mình muốn cài lên cái ổ nào. Ví dụ như mình muốn cài lại lên ổ C này á, thì bạn phải ghi những con số này lại nè. Mình ghi là cái ổ này dung lượng nó bao nhiêu và nó còn trống bao nhiêu. Tại vì khi mà cài á, nó sẽ không có những cái tên này nữa. Cho nên mình sẽ không có biết đường đâu. Đây mình ghi lại cái số của nó nè. Cái ổ này nó là 97.9GB. Mình ghi đây nha. 97.9GB. Và nó còn trống là 64.77GB. Là ổ nó đại khái là 100GB. Rồi còn trống cỡ 6 mấy GB. Một hồi nữa mình vô, lúc mình cài á, thì mình coi cái ổ nào mà cái số giống giống vậy á, thì mình sẽ cài vô nó. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động lại máy. Thì khi khởi động lên á, thì mình sẽ không có để cho nó khởi động vào Windows nữa, mà mình sẽ để cho nó khởi động vào cái USB. Mình phải nói trước là tại vì khởi động lên nó lên nhanh lắm, nên là nói không kịp. Thì để mà chọn cho nó khởi động vào cái gì á, thì khi mà khởi động lên á, thì mình phải bấm để cho nó hiện cái bảng là boot option lên. Thì nó có một số cái phím để bấm. Khi vừa tắt máy mở lại thì bạn phải bấm liền. Đối với cái dòng máy, một số dòng máy thì nó bấm nút là ESC, cái nút ở góc này nè. Nút thoát á, ESC á. Thì thường thường là các máy bấm cái nút này. Có một số máy á thì nó bắt là bấm F12. Có một số máy thì là F9, F10. Tùy theo máy thì bạn phải thử lần lượt những cái đó coi cái nào nó vô. Rồi bây giờ mình làm nha. Mình cũng không biết cái máy này là bấm cái gì hết. Thì mặc định là mình sẽ bấm cái nút này. Nếu không được thì mình thử cái nút khác. Còn nếu mà nó hiện lên nó màn hình á thì quá dễ luôn.
Mình không biết bây giờ mình khởi động lại coi nó làm sao. Nó đang tắt đi nữa. À, bây giờ nó mở lên lại nè. Rồi ở đây. Rồi mình thấy là nó ghi là bấm F12 để vô. Nãy nó hiện cái dòng chữ lên đây nè, nó kêu là bấm F12 để mở bảng boot option lên. Bây giờ nó mở vô Windows luôn rồi, mình làm chậm quá nó mở vô Windows luôn rồi. Cho nên cái bước đó bạn phải làm nhanh. Bây giờ mình chỉ cần là chờ nó khởi động lên, mình khởi động lại thôi. Cho nên là bạn cũng phải kiên nhẫn. Ở đây mình khởi động lại ha. Chờ nó tắt đi, nó mở lại rồi mình bấm F12. Nãy nó có cái dòng chữ ở dưới cuối màn hình nè, nó nói là nếu mà muốn mở lên cái boot option đó, tức là tùy chọn khởi động á, thì phải bấm liên tục F12. Thì mình sẽ bấm F12 12 này, lúc này chờ nó tắt đi thôi. Nó vừa tắt là bạn bấm hoài cho tới khi nó mở lên thì thôi. Và nếu mà nó vô Win á, thì nó sẽ hiện cái dòng chữ là vui lòng bấm vào một cái phím bất kỳ để xác nhận là mình muốn mở cái USB lên á. Nó có cái dòng chữ đen đen, ê, dòng chữ màu trắng ở trên màn hình đen ở đây nè. Nào, bấm F12 nè, bấm liên tục nè. Nè, sau khi mình bấm cái này thì nó hiện ra là boot menu, tức là boot option đó. Mình bấm mũi tên lên xuống để mình chọn vô nào. Thì đây mình chọn USB, nó dòng đầu tiên nè. KineMaster gì 2.0 gì nè, bấm Enter để boot USB, nó hỏi nè, bấm phím bất kỳ nè. Đó, cái bước đó bạn phải làm nhanh. Nó hiện lên nó hỏi là bạn hãy bấm một phím bất kỳ để xác nhận là muốn mở cái USB lên. Bạn bấm vào bấm phím nào đó. Bấm đại trên ngay giữa bàn phím, bấm đại cái phím nào đó, hai ba phím. Thì nó sẽ mở lên thôi. Và khi nó mở lên như vậy nè, bạn thấy Start Windows nhưng mà nó đang vô cài đặt chứ không phải là vô cái Windows. Thì ở đây là nó đã vô cái phần cài đặt rồi. Ở đây mình không cần chỉnh gì hết, nó chỉ là ngôn ngữ này kia thôi. Mình để mặc định là tiếng Anh. Mình bấm Next. Rồi bấm Install Now. Rồi mình chờ cho nó vô cái phần cài chi tiết. Ở đây bạn đánh dấu vào cái mục là Accept License này kia đó. Đồng ý với các cái điều khoản của nó. Rồi bấm Next. Ở đây nó hiện ra hai phần, một cái là upgrade, một cái là custom. Cái phần ở trên này upgrade á, tức là mình lấy cái bản Win mới này mình update lên cái bản cũ để mà vá lỗi. Thì cài Win á, bạn có làm như vậy cũng được, nhưng mà nó không có triệt để. Ví dụ như máy của mình bị lỗi nhiều hoặc là bị virus này kia, mình muốn xóa cho nó sạch sẽ, mình cài lại từ đầu á, thì bạn phải chọn vào cái phần thứ hai là custom. À, chọn phần thứ hai ha. Thì ở đây nó hiện ra những cái phần này chính là những cái ổ đĩa mà mình chọn để cài Win. Thì ở đây hồi nãy mình đã ghi lại cái số của nó là khoảng gần 100 GB. Thì mình tìm cái ổ nào gần 100 GB nè. Ổ đầu tiên nè, hồi nãy của mình á là 97.9, thì ở đây nó ghi là 98, con số nó gần giống thôi. Và nó còn trống 64.7 GB nè. Nó là cái dòng đầu tiên luôn. Chứ nếu mà bạn chọn nhầm ổ đĩa đó thì format nhầm ổ đĩa đó thì nó mất dữ liệu. Mình phải chọn đúng ổ đĩa. Rồi chọn cái ổ đầu tiên ha, bấm vào nó chọn ha. Ở bên dưới này nó có cái mục nhỏ nhỏ nó ghi là Device Option. Rồi ở trong ngoặc nó ghi là Advanced. Mình bấm vào trong đó, nó hiện ra một số cái thông tin ở bên dưới nè. Thì bạn bấm vào cái mục là Format, tức là định dạng nó đó, cái mục có hình cục gôm màu hồng hồng á, bấm vào nó. Để nó hỏi mình là có muốn chắc chắn là định dạng hay không, thì mình bấm ok. Rồi mình chờ nó định dạng thôi, format thôi. Rồi sau khi xong rồi á thì bạn sẽ nhìn thấy là cái mục dữ liệu mà còn trống với lại cái tổng dung lượng của nó bằng nhau, gần bằng nhau. Tổng dung lượng ở đây là 98 thì tổng dung lượng còn trống của nó là 97.9. Nó gần bằng.
Hồi nãy là nó có sáu mươi mấy thôi, hồi nãy nó có 64 thôi. Thế là format là nó xóa hết dữ liệu rồi, cho nên bây giờ nó trống không luôn. Thì mình chọn lại lên nó, rồi mình bấm next để mà cài lên nó. Rồi cái bước này là bạn chỉ cần ngồi chờ cho nó cài thôi là xong. Tất cả những bước cài này là nó tự động hết. Nó sẽ copy cái file qua rồi nó cài, rồi nó khởi động lại một vài lần gì đó. Thì chờ cái quá trình này nó chạy xong, rồi mình chỉ cần làm một số bước nhỏ nhỏ như là đặt tên máy này kia là xong thôi. Nó rất là dễ. Cái quá trình cài tự động này nó mất cỡ khoảng chừng nửa tiếng gì đó, 20 phút cho đến nửa tiếng, tùy theo cái tốc độ máy của bạn. Bạn thấy ở đây là nó sắp cài xong mình nè, nó 3V rồi nè, nó cài xong luôn rồi nè. Mình chờ nó một chút xíu nữa thôi, nó đang cài cái dòng cuối cùng á. Rồi rồi sau khi cài xong rồi nè, nó kêu mình chờ vài giây để nó khởi động. Bạn có thể bấm vô đây để nó khởi động liền, hoặc là chờ nó chạy xong tự nó khởi động, tự nó làm hết. Và một cái điều lưu ý là khi khởi động mình sẽ không cho nó chạy USB nữa. Nó sẽ hỏi nè là bạn có muốn vô USB thì bạn bấm cái phím nè, thì mình sẽ không có bấm nữa. Nếu mà bạn bấm nữa thì nó sẽ chạy vô cái USB hồi nãy và nó sẽ quay lại cái quá trình cài y như cũ. Đó, cho nên là mình không có bấm gì hết, mình để nó tự động hết toàn bộ thì nó sẽ chạy vô cái Win và nó tiếp tục cái bước cài dở dang của nó. Thì đến cái bước này là coi như là cài xong rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần thiết lập một số cái thông tin cho nó nữa là xong. Ở đây mình nó kêu mình đặt tên username và đặt tên cho máy tính. Ở đây cái máy này máy của người ta, mình đặt tên người ta nha. Bạn đặt cái tên gì cũng được, tên của bạn cũng được, cái này không quan trọng. Mình gõ cái tên xong rồi thì mình bấm next. Next ở dưới góc. Rồi ở đây nó kêu mình là gõ cái mật khẩu cho cái username đó, cho cái tài khoản đó. Thì ở đây cái dòng đầu tiên là gõ mật khẩu, dòng thứ hai là gõ lại mật khẩu, gõ lại một lần nữa. Dòng thứ ba là cái hint, tức là cái gợi ý, ví dụ như quên mật khẩu thì nó hiện ra cái chữ này, nó làm cho mình nhớ lại, nó bắt mình nhập cái dòng này vô. Nhưng mà bạn có thể bỏ qua cái này luôn, mình không cần xài mật khẩu, mình bấm next luôn. Nếu mà bạn cần xài thì bạn nhập thôi. Ở đây nó hiện ra cái dòng nó kêu mình nhập cái key bản quyền vô. Thì cái này mình sẽ nhập sau cho nên là mình bỏ luôn, mình nhấn next tiếp tục. Và khi nó hiện ra cái phần này thì bạn chọn vào cái dòng đầu tiên là use recommend setting. Bấm vào dòng đầu tiên ha, chữ V bự nhất, dòng đầu tiên. Và ở đây mình sẽ chọn thời gian cho nó. Bạn bấm vào dòng này, sổ nó xuống. Dòng có mũi tên á, rồi bạn kéo xuống bạn tìm là Việt Nam gì đó, Bangkok gì đó. Nó sẽ là giờ của Việt Nam, mình sẽ là cộng 7. Cộng 7. Ở đây nè, giờ UTC cộng 7 nè, Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Mình chọn giờ của mình. Rồi sau đó là bấm Next. Rồi mình chờ cho nó tạo cái màn hình. Màn hình desktop đó là xong. Là nó vô thôi. Thì đây là nó đã vô cái màn hình máy tính rồi nè. Tới đây là coi như xong rồi đó.
coi như là đã cài Win xong, nhưng mà bạn nhìn giao diện nó xấu quá à, nó xấu quá và nó rất là méo mó tùm lum hết, là tại vì nó chưa có driver, mình phải cài driver vô cho nó. Bạn bấm vào cái biểu tượng Start ở dưới góc nè, bấm vào Start. Ở đây bạn chọn là Computer, Computer dòng bên này. Rồi, bạn sẽ mở lại cái thư mục mà hồi nãy mình lưu cái driver á. Hồi trước lúc mình cài thì mình lưu nó vô ổ E. Và cái thư mục tên là cài Win nãy mình tạo đó, mở ra. Và đây là cái thư mục driver hồi nãy nè. Mở nó ra. Ở đây bạn chọn cái dòng mà nó có biểu tượng màu xanh dương nha. Và bạn nhìn ở phía bên cuối này nó ghi là application đó. Cái dòng mà có biểu tượng màu xanh dương. Mở nó lên. Rồi bấm Z. Cái này là cái chương trình cài driver tự động tiếng Việt. Thì bạn bấm vào nút bắt đầu. Và bạn lưu ý là ở đây nó có một cái dòng nó ghi là giải nén và cài đặt driver. Thì cái dòng này nó đã đánh dấu sẵn. Còn nếu bạn mở lên mà nó chưa đánh dấu á, thì bạn phải đánh dấu vô. Rồi sau đó là bấm bắt đầu. Rồi bấm OK. Rồi mình chỉ cần chờ nó cài thôi. Toàn bộ quá trình là nó tự động hết. Thì bây giờ nó đã cài xong rồi và nó kêu mình là phải bấm khởi động lại máy thì driver nó mới làm việc. Thì toàn bộ cái quá trình cài này nó tự động và nó mất cỡ khoảng từ 5 tới 10 phút gì đó. Khoảng 5 phút à. Thì ở đây mình bấm OK để khởi động lại. Ở đây bấm OK rồi nó không khởi động thì mình khởi động bằng tay. Tắt hết đi rồi mình khởi động lại. Bấm vào Start. Rồi chọn mũi tên. Chọn là Restart. Thì sau khi mà khởi động lên mà nó hiện mấy dòng chữ như hồi nãy á, nó kêu mình chờ bên hiện mà mấy chục phần trăm này kia á, thì cái đó nó chỉ là cái update thôi, mình cứ chờ cho nó ấy xong là được. Và khi mà khởi động lên cái bảng này á thì bạn nên bấm cái nút là restart now lần nữa để cho nó khởi động lại một lần nữa. Đến cái bước này là coi như mình đã cài Win xong hoàn tất rồi, mình chỉ cần chỉnh một chút xíu nữa để mà mình sử dụng thôi. Đầu tiên là cái giao diện. Bạn nhìn thấy cái giao diện này nó rất là xấu. Nó đục ngầu à. Tại vì cái này là giao diện cơ bản của Win 7. Bây giờ mình sẽ sửa lại giao diện cho nó. Thì bạn nhấp chuột phải lên màn hình. Bạn chọn cái dòng cuối cùng. Version gì đó. Bấm vô. Ở đây bạn kéo lên một chút xíu rồi bạn chọn cái giao diện mà bạn thích. Ví dụ như này. Cái này đi. Ở đây bạn thấy cái giao diện này nó có ba cái hình nền. Mình có thể bấm vào đây để mình sửa hình nền cho nó. Desktop background. Mình chọn một cái thôi. Chọn cái lá đi. Rồi bấm save. Rồi tắt cái bảng này đi. Thì bây giờ bạn thấy là hình nền thay đổi và giao diện cũng thay đổi luôn. Nó trong suốt. Rất là đẹp. Cái phần tiếp theo là bạn thấy ngoài màn hình nó chỉ có mỗi một cái thùng rác thôi. Mình sẽ đưa những cái biểu tượng khác ra, ví dụ như là biểu tượng computer. Rồi mình cũng nhấp chuột phải, mình chọn dòng cuối cùng y như hồi nãy vậy. Nhưng mà ở trong cái bảng này, bạn nhìn cái dòng thứ hai ở trên này, nó ghi là change desktop icon. Bấm vào đây. Ở đây bạn đánh dấu vào những cái ô này để mình chọn cái biểu tượng ngoài màn hình. Ở đây mình chọn là computer nè, user file nè, rồi control panel. Rồi bấm Apply, rồi bấm OK. Rồi mình tắt cái bảng này đi. Thì bạn thấy bây giờ nó đã có những cái biểu tượng. Tiếp phần số 3 là mình sẽ tắt cái update cho Windows.
Update là một cái chức năng cập nhật, thì cái này tắt hay không cũng được. Nhưng mà tại vì mỗi lần mình update như vậy nó rất là nặng máy, mà mình không có nhu cầu thì mình tắt đi thôi. Bạn hãy mở Control Panel lên, bấm vào cái biểu tượng này, nhấp đôi vào. Ở cái mục bên này, View By này, bạn sổ xuống, bạn chọn cái dòng thứ hai là Layer Icon. Rồi ở trong này mình kéo xuống, mình tìm cái phần là Update. Đây, Window Update. Bạn bấm vào đây. Rồi ở cái bảng này, bạn bấm vào dòng thứ ba ở cột tay trái, Change Setting. Thì mình sổ mũi tên này xuống, mình chọn dòng cuối cùng là Never Check, tức là không bao giờ cập nhật. Sau đó thì mình bấm OK. Rồi, tắt đi. Cái phần tiếp theo là chỉnh âm thanh cho máy. Ở đây bạn thấy cái biểu tượng cái loa, bấm vào đây mình tăng âm thanh nó lên hết cỡ luôn. Rồi sau này mình thích mình giảm xuống sau. Đến phần số 5 là chỉnh cái phần mềm nghe nhạc. Thì bạn bấm vào nút Start. Ở đây là cái ô tìm kiếm, bạn gõ chữ Play. Thì bạn thấy ở đây nó hiện ra là Windows Media Play. Bạn bấm vào đây để mình cài cho nó thì sau này mới nghe nhạc được. Ở đây bạn chọn vào cái dòng đầu tiên là Recommend Setting, cài mặc định và bấm Finish. Rồi vậy là nó cài xong rồi đó. Rồi bây giờ mình tắt đi. Phần tiếp theo là chỉnh lại DNS. DNS là một cái máy chủ để mà nó xác định tên miền. Thì mình sẽ đổi cái địa chỉ DNS lại để mà cho nó truy cập web nhanh hơn và có thể vào được những cái trang như là Facebook này kia. Thì bạn nhìn xuống đây cái biểu tượng mạng. Ở đây là mình đã kết nối wifi sẵn rồi. Không kết nối cũng không sao hết. Nếu mà chưa kết nối thì ở đây nó sẽ có cái hình ông mặt trời màu cam cam hoặc là cái dấu X gì đó. Thì bạn cứ nhấp chuột phải lên, bạn chọn cái dòng cuối cùng là Open Network and Sharing Center. Ở trong cái bảng này bạn nhìn ở cột bên tay trái, dòng thứ ba là Change Adapter Setting, bấm vào đây. Ở đây mình sẽ chỉnh ở trên cái Wireless Network, bạn có thể chỉnh ở trên cái Local này, cái này là mạng cắm dây. Nếu mà bạn kết nối mạng bằng cái gì thì bạn chỉnh cái đó, hoặc là chỉnh hết luôn cũng được. Thường thì một cái máy nó có chừng hai ba cái này thôi. Ví dụ mình chỉnh lên cái này thì nhấp chuột phải lên, chọn dòng cuối cùng là Property. Ở đây bạn chọn cái phần là Internet Protocol Version 4. Rồi bạn nhấp đôi vào hoặc là bấm vào nút Property. Thì bạn nhìn cái phần bên dưới này, ở trên không cần quan tâm và cũng không được đụng vô luôn. Ở phần bên dưới này mình sẽ chọn cái dòng cuối cùng là sử dụng một cái DNS riêng của mình. Và mình sẽ sử dụng cái DNS của Google. Ở trên này bạn gõ vào 4 số 8. Và ở bên dưới này bạn gõ vào là 4488. Hoặc là gõ tất cả là số 8 luôn cũng được. Rồi sau đó là bấm OK. Rồi ở đây là bấm Close. Rồi tắt cái bảng này đi luôn. Phần cuối cùng là mình sẽ chỉnh cái thời gian ngủ và cái tính năng mà gặp cái màn hình laptop. Thì bạn cũng mở lại là Control Panel, mở cái này lên. Và bạn kéo xuống dưới, bạn tìm cái phần là Power Option. Đây. À, chỉnh năng lượng này kia, bấm vào. Và để chỉnh cái thời gian ngủ của màn hình thì bạn bấm vào cái dòng này ha, cái dòng mà có hình cái đồng hồ nè. Bấm vào đây. Ở đây nó có hai cái phần là cắm điện với lại pin, tại vì mình xài laptop cho nên nó mới có hai mục này. Thì mặc định bạn thấy á, khi mà để pin á thì 15 phút tự động nó ngủ. Cắm điện thì 30 phút tự động nó ngủ. Nhưng mà mình không thích cái tính năng này cho nên là mình tắt luôn. Bạn bấm lên nó. Bạn chọn cái mục cuối cùng là Never, tức là không bao giờ ngủ. Ở bên này cũng vậy. Never. Vẻ này là chỉnh độ sáng của màn hình khi dùng pin, độ sáng của màn hình khi dùng điện. Kệ nó, mình bấm Save. Tiếp theo là cái tính năng mà khi gặp cái màn hình laptop lại. Máy bàn thì không có nhưng laptop thì mình chỉnh. Ví dụ như khi gặp cái màn hình lại thì nó ngủ, hay là gặp lại thì nó tắt máy.
Thì bạn chọn có dòng ở bên trên này ha, show what close gì đó, tức là chọn một cái gì xảy ra khi đóng màn hình. Bấm vào đây. Thấy đây bạn thấy cái biểu tượng nè. Ở đây là ở trên này, cái phần trên là chỉnh vào cái nút mà bấm tắt á, tức là bấm vào cái nút đó thì nó ngủ, hay là bấm vô thì nó tắt máy. Mình để mặc định là bấm vô thì ngủ. Phần tiếp theo là gặp màn hình. Mặc định của nó là ngủ hết. Bây giờ mình chỉnh lại là gặp màn hình thì kệ nó. Do nothing nó là không làm gì hết. Ngủ hay gì đó mình sẽ tự chỉnh. Gặp màn hình lại thì nó chỉ tắt màn hình thôi, nó không được ngủ. Nhiều khi phần mềm mình đang chạy mà nó ngủ cái ngưng luôn à. Đó. Khi xài pin cũng vậy và khi xài sạc cũng vậy. Do nothing. Rồi, bấm save. Rồi, bấm tắt luôn. Rồi, hướng dẫn cài Win đến đây là kết thúc. Và đến bây giờ thì cái máy của bạn đó có thể sử dụng được bình thường rồi. Coi như là cài Win mới sạch sẽ. Nhưng mà bạn hãy coi tiếp cái video tiếp theo phần 2. Mình sẽ hướng dẫn cài những cái phần mềm thông dụng mà cần thiết khi cài Win. Tại vì bây giờ mình đã xài được gì đâu. Mình chưa có Word, Excel, chưa có gì hết. Chưa có Google, cốc cốc gì hết. Cái máy mình là cái máy không. Thì cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mấy cái đó. Và còn một điểm nữa là cái Win này cài đến đây là chưa có bản quyền. Thì nếu mà bạn muốn nhập bản quyền á, thì bạn nhấp chuột phải lên biểu tượng Computer. Bạn chọn là Property. Ở đây bạn kéo xuống bên dưới. Bạn có thể bấm vào cái dòng này để mà cập nhật bản quyền cho nó. Ở đây nó còn cho mình xài 28 ngày nữa. Nó cho xài miễn phí 30 ngày. Nhưng mà sau 30 ngày thì bạn vẫn có thể tiếp tục xài được. Nhưng mà có cái là màn hình nó sẽ đen. Mình sẽ không chỉnh được màn hình. Nếu mà bạn có bản quyền thì bạn nhấp vô đây ha. Rồi bạn bấm vào đây để mà mình nhập cái chìa khóa vô rồi bấm Next tới thôi. Mình sẽ không có hướng dẫn bạn cách dùng bản lậu này kia được. Rồi, hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn bạn. Chào bạn.